Bà con ai cũng biết cá bóng hết rồi đúng không? Nhưng mà cá bóng á là nó rất tốt cho sức khỏe mà nó lại rẻ tiền nữa. Nhưng mà có một số người và có số bệnh này là không ăn được cá bóng bà con ạ. Không ăn được cá bóng đó là người có kiết lỵ nè, tiêu chảy nè, chậm tiêu nè, kém ăn này, người cao tuổi này, trẻ em này. Đó, người cao tuổi là từ 65, 70, 80, 100 tuổi, trẻ em từ 10 tuổi lên xuống nha bà con, là không ăn được. Bà bầu nè, có bụng bự bự á, ơn trước, sau khi sanh là không ăn được cá bóng nha bà con. Những người không ăn được cá bóng đó là những người có bệnh kiết lỵ, tiêu chảy, chậm tiêu, kém ăn, người cao tuổi, trẻ em, bà bầu và sau khi sanh. Đấy, còn ra là nó rất tốt cho sức khỏe vì nó có nhiều sinh tố B2, D, E, P, P và chất khoáng C, A, B, P, C, P và PK. Tốt, thật tốt cho tỳ vị, can thận, kiện tăng cường ích, khí hòa vị, tăng cường kiện con tốt, hành huyết, mạch tốt, tiêu tích trệ tốt, thật tốt. Nó lợi tốt cho nước nè, ăn thai nè, ta nấu để ăn cùng với giống như các loại cá khác thường ngày mà ta hay ăn. Nhưng mà ta ăn 6 ngày, chúng ta phải nghỉ một ngày. Bà con ơi, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp khi ăn cá bóng bà con ơi.